Anh chơi internet cafe đi. Nhờ các ông á mà tôi về quê làm ăn lương thiện. Thì tôi có một số vốn tôi mượn bên ngân hàng, thì là tôi quyết định mở cái quán net này nè mà, có tên là TobyDHT Cyber. Thì trước tiên là vô thì cái chủ nhà này nè anh em, nó cũng để lại cho tôi một mớ hỗn độn. Thế thì tôi phải dọn thôi anh em ạ. Tôi cần một cái chổi. Giờ tôi phải quét hết cái đông này. Đúng là chủ nhà kia ở dơ quá mà. Dọn luôn cái máy tính nhá. Cái ông này kiểu như là bán nhà xong cây cú gì để lại cho mình nè. Mình dọn nè. Đấy, ôi còn một cái anh em ạ. Rồi sau khi dọn xong thì chắc chắn phải lên máy tính để mà hôi cái máy tính nào đó, kiếm thêm một cái máy tính nó mạnh mạnh lên xíu để cho ok anh em. Trời ơi nó khởi động đúng lâu luôn á. Giờ mình sẽ computer anh em ạ. Amazon được ngầu vậy á, 4.000 đô anh em ạ. Mới vô là mình cần build một cái máy gọi là mạnh. Ok, một cái máy lạnh 720 đô thôi. Rồi cái máy tính của bố mày đâu? Chắc không ngoài đây anh em ạ. Quăng đi, từ từ kiếm cái máy tính trước cái đã. Rồi cái máy tính đâu? Tao cần biết cái máy tính của tao nó nằm đâu. Đây, nó đây nè. Mình sẽ để ở đâu ta? Mình chơi game chắc để ở đây đi. Ở đây nhìn qua đây cũng được. Ủa mày đặt lên đây. Ê, mát liền. La lụm cái máy tính cái đã. Wow, holy moly, quá xịn luôn anh em. Giờ thì cần phải mua một cái bàn để coi, để kiếm những đồng tiền đầu tiên coi anh em. Cần cái bàn, cần cái bàn. Ghế, cần một cái ghế. Không, ghế này cùi quá. Ghế này thì xịn quá. Ghế này được rồi nè anh em. Cái vừa 690 nè. Ok nè, 690 là ok nhất nè. Cái bàn phím, cái này đi. Một con chuột Razer lỗ ít chết bà 400 luôn anh em ạ. Chết chui rồi. Cần cái bàn luôn. Cái này ngầu nè anh em. Đây, phải để cái tấm poster này lên đâu nha. Ở đây đi nha. Rồi, cũng được phết đó chứ. Von Bass nè, là đập thằng nào mà chơi miễn phí anh em. Nào vô chơi miễn phí đập hết á. Tôi cần cái bàn chứ cái đã. Rồi, bưng lên. Mình nhớ nó có kiến cường lực. Ê, lộn. Nó ở đây mới đúng. Nó ở đây. Quá là dữ. Còn một cái ghế nữa nè. Ê, tôi chưa mua màn hình nữa. Chết cha, tôi ngu rồi. Thôi, hãy vô lụm cái màn hình trước cái đã. Em mua đồ mà ở bụng tôi nó cứ kêu thế kia sao mà làm việc. Rồi đấy. Một cái máy tính đầu tiên đấy. Bưng. Ôi, cái màn hình 1.000 đô này nó quăng kìa anh em. Đây, khá là ngầu, nó bự, nó coi còn đầu tư cái máy tính đó nó còn xịn hơn máy tính của tôi nữa anh em ạ. Ghế nhìn bựa thế nha. Rồi em thủ tự nâng lên chứ đúng không? Sao tôi biết được? Tôi tưởng cái ghế này nó cao lắm anh em hả? Sao đâu bật? God, tôi đã làm sai gì rồi anh em ạ. Đợi tôi một chút xíu. Thật sự là cái bàn này để được 2 máy mà. Tiền tôi thì không có nhiều anh em, nên là để một máy trước cái đã. Đây, để dẹp cái này vô đây cái đấy. Để bừa bổn thế nha. What the fuck? Tối chắc nhiều người chơi. Tôi mở cửa thôi anh. Ở bên. Rồi, anh muốn vô đúng không? Vô. Ôi, nhìn anh giống mấy hàng ăn trộm và lờ. Thiếu máy tính. Trộm cắp. Vô đây để mày trộm cắp đó hả? Rồi, anh đi đâu vậy? Anh ơi. Đi đâu vậy? Không có máy tính à. Tưởng anh chơi không trả tiền chứ. Tôi quăng cái này cái anh em. Thấy tôi nói là cầm gậy bóng chày vô là có lý do hết. Chơi đã không trả tiền rồi mà còn hôi của nó, thằng đó lẹ quá anh em ạ. Thế thì tôi đã trang trí xong, tôi sẽ mang một cái hệ thống phòng thủ vải tối tân vải xịt ra luôn. Lo nè. Wood decking selling wood luôn. Nhớ tôi mua hết rồi mà anh em. Có bao nhiêu game là tôi mua hết luôn. Đây đấy. Coi, đây là tôi có thể đầu tư vào một vài thứ để tôi kiếm thêm tiền. Máy tính tôi cồi vậy được rồi. Nhưng mà máy tính là của khách là phải ok nhất có thể. Sao không có ai vô hết nha. Tôi quyết định là không ai vô thì tôi mua thêm một cái gọi là cái máy tính top anh em. Cho ai sử dụng thì kế bên. Tôi quăng cho đây ra. Laptop thì tôi quăng vậy đó anh em ạ. Đấy, chuột đấy. Ok rồi. Một thằng ngồi ha. Thằng đó tôi nghi lắm anh em. Ok, tôi sẽ về nhà một chút xíu. Dạo này tôi bán ế quá anh em. Thì tôi quyết định là cào mấy tờ vé số coi cầu may coi có tiền nó làm tiếp hay không. Không biết được. Ui. Nó nổi mà tôi hết tiền mua vé số để tôi cào luôn anh em ạ. Dạo này cửa hàng bán ế quá thì tôi ra chợ tôi kiếm cái gì đó tôi mua mới được anh em. Này 800 đô nè, 899 nè. Ô bên ngoài có thức ăn anh em ạ. Nói chung là cái gì cũng phải cần có thức ăn nó mới vô được anh em ạ. Có thật thì mới giật được đạo đấy. Tôi sẽ qua mấy cái xóm gì đây. Ba cái người này làm gì cứ sáp với nhau rồi thế lạo nha. Úi, chết cha tôi mua lộn rồi. Tôi đi chợ lộn rồi anh em ạ. Đó là toàn thật sự ấy. Lỡ rồi thì lắp ở đây thôi. Lắp gần một chút xíu là ok rồi. Tôi thì có một cách kiếm tiền khá là ok. Đó là quay skin. Mà cái này skin nào cũng ngon hết nên là bán cũng khá là được nhiều tiền anh em. Chúng này là được. Rốt cuộc cũng có người rồi anh em ơi. Chơi đi nha. Ông tôi biết ông đang buồn, nhưng mà khi mà ông vô ngồi vô cái máy tôi thì ông không bao giờ buồn. Ông biết kéo cái ghế lên nè, để tôi coi ông chơi thế nào, rồi coi tôi còn chỉnh sửa mấy cái này nữa. Ông chơi mà ông không bật cái màn hình lên luôn, ông chơi được cũng hay thế. Được không, được không, được không? Tiền tiền tiền, trả tiền trả tiền. Tôi quay lại thì tôi thấy lại thêm một người chơi rồi. Tôi biết cái ông thích cái máy tôi thì ông cứ chơi bình tĩnh, chơi xong thì trả tiền nhá, chúng ta chơi xong là đi luôn đó đấy. Tôi có một kế hoạch khác, tôi sẽ không đầu tư vào PC nữa mọi người, tôi sẽ đầu tư vào máy game. Máy game này thì nó cũng có là Green Game và hay là cái máy game rẻ nhất rồi đấy. Cái bài đánh giá của tôi nó cũng lên rồi, nó không thể ở đây lâu để nó chơi game được thì nó bị lạnh nè. Xanh á, lạnh thì mới vui được chứ. Tôi lấy cái air condition này phát. Ấy, cười rồi. Ra nhận hàng. Đấy, ra nhận hàng. Được không? Được của nó luôn đúng không? Rồi trả tiền không vậy? Đừng giống thằng kia nha, giống thằng kia là mày đi luôn đấy. Nói thật sự ấy. Where's my money, bruh? Hey. Where's my money? Tôi có thể quánh chết nó không anh em? Có lù lù này vô nó hốt của tôi thì chơi đi nhá. Bên đây cũng có cái máy khá là xịn nè. Làm sao mà tụi nó không trả tiền cho tôi nha. Đi luôn rồi anh em. Nó có trả tiền là ok. Đây là phản hồi khá là tích cực. Thế à, tôi có 206 rồi anh em. Tiền của tôi cũng đang khá là lên. 300 đô rồi, tôi kiếm được 300 đô rồi anh em. Như tôi nghe thấy hàng nào mới hôi cũ của tôi thì cô cũng không biết. Tôi nghĩ tụi nó rồi. Sau khi mà tôi đổi kế hoạch của tôi thì cũng khá là nhiều máy chơi game mà toàn máy chơi game bằng đập. Hồi kiểu hồi xưa thôi anh em ạ, không phải là máy tính. Thì có tiền lúc sau thì cũng mua máy tính anh em. Thế thì nói chung là mấy tụi này nó cứ kêu là tôi cần nước rồi tùm lum. Thế thì tôi cũng thuê cho nó một cái gọi là một cái đầu bếp anh em, cũng khá là nhiều tiền cho mấy cái việc đó. Thì tôi cần mua một cái poster cho mấy bọn này. Poster game thì cũng vòng xương đây thôi anh em, đây nhất là cái này anh em ạ. Tôi mua hai cái này với là một cái này là một bức ảnh poster của em nào đó. Nói chung là càng nhiều thì càng người vô anh em ạ. Hình như buổi tối rồi thì không ai chơi thì tôi đóng cửa đi, đặt mấy cái poster này lên trước cái đó. Mà anh chắc chắn là thấy là một cái là chơi sung bao sung luôn, tôi nói thật sự em. Có nghĩa là cái trần nhà này thì cũng ổn nè, cũng khá là sáng cho mọi người chơi có thể chơi game. Có vô không anh, có vô không? Bên em mở cửa nè, vẫn là mở cửa luôn nè anh ơi. Lần đầu tiên trong mấy ngày qua mà quán tôi có thể đông đến như vậy. Hồi nãy thì nó có 5 đến 10 người. Ê, lộn. Nãy thì nó có 5 đến 6 người chơi luôn anh em ạ. Giờ thì nó có 4 người. Thấy cứ mỗi lần có nhiều người vô vậy nên em cũng khá là thích. Chưa giao tới nữa. Tôi mới đặt một cái tivi anh em ạ. Không biết con nào nó hôi cũ của tôi không thì tôi còn chưa biết nữa mà. Ủa mày nào hôi cũ mấy mày đập chết giờ nhá. Chết cha, tôi phải mua một cái bàn rồi anh em ạ. Thế thì tôi phải mua lộn rồi. Bạn luôn anh em ạ. Tôi nghĩ là tôi nên thuê bảo vệ anh em ạ. Một người trong đó phản ánh là có một người đã đánh nhau để giành mấy cái máy nè anh em. Thế thì tôi phải thuê bảo vệ. Tôi thuê bảo vệ nào mà bố láo rồi dứt trời hết bảo vệ của tôi đúng không? Hợp lý, nhớ vô đó nha, vô để cánh nó đánh nhau nữa. Sau khi mà tôi chuyển kế hoạch lập nghiệp thì nói chung là già trẻ gái trai gì đây chơi hết rồi. Tôi cũng có một cái máy khá là ngầu lồi anh em. Nói chung là kinh doanh mới đầu vậy là tôi có thể trả tiền thuế má rồi tiền điện tiền nước, nói chung là trả tùm lum thứ tiền hết. Là nói chung là cũng là một thành công rồi anh em ạ. Đấy, khá là nhiều người không biết đánh giá tôi bao nhiêu rồi. Chú muốn vô, chú muốn vô chơi thì nói còn tiếng con vô cho chú chơi miễn phí. Coi tôi coi đánh giá của tôi nhiều rồi, không lên được 4 chấm luôn anh em ạ. Nó cứ 3 chấm mấy đấy anh em, cũng khá là khó khăn. Nhưng mà tôi quyết định là tôi sẽ không chơi mấy trò rồi là đánh giá ảo đâu anh em ạ. Tôi nên lắp thêm một cái gì đó không nhỉ, để tôi kiếm thử coi anh em. Selling fan, quạt trần cũng được anh em ạ. Quạt này đi cũng ổn chứ. Đây, hàng đây. Trần thì đương nhiên phải gắn trên cái quái quỷ này rồi. Có một cái thông gió khá là ok nha. Ôi rồi. Ổn không ba? Để ở đây cho nó quạt nó đỡ chúng anh em ạ. Chung là giờ mình đã có phục vụ nè anh em. Đây, kitchen đây anh em ạ. Trời ơi, tôi lên 1000 mấy đô luôn, quá là dữ rồi. Đây, biết làm đồ ăn không? Đây đúng không? Energy. Hình như mấy này nó không có thiếu nước anh em ạ. Khi nào mà mình có cái máy tính thì mấy này nó mới đòi nước. Giờ thì không cần đâu. Quăng thôi. Quăng đi. Bố mày quăng nè. Tiền của tôi không đấy. Hôm nay là một ngày khá là đông khách luôn. Nói chung là có máy mới là cái gì cũng đông hết đấy. Tôi quyết định là tôi sẽ để dành tiền tôi mua một cái máy gọi là cực kỳ xịn luôn anh em. Nói chung á, đây là một ngày vất vả anh em ạ. Thấy tôi đã mua một cái máy mới rồi, đó là sướng luôn. Đấy, có máy mới là ngon liền. Thôi nghỉ thôi chú ơi, về chú ơi. Thế là đủ rồi, chú cũng về nhé, con về trước nhé. Đây, con quay bản hiệu lại cái này. Về chung cư ngủ thôi, đường đi về nhà cũng khá là gần. Nhà tôi cũng ở kế bên thôi nè mà, cũng khá là tiện lợi cho tôi. Thôi ngủ nhé.